Lời khai của hai nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm chó ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đối tượng giả làm bố, đón một học sinh lớp 1 rồi bỏ chạy. Xác minh người đàn ông khoe của quý trước mặt bé gái ở thành phố Hồ Chí Minh. Thương tâm hai vợ chồng bác sĩ, nghĩ quẩn quyên sinh, tử vong cùng một ngày. Bão số 5 suy yếu trong 24 giờ tới, gây mưa ở miền Bắc. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai tên trộm chó đi xe máy đang dừng ngoài đường thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô từ phía sau lao lên húc văng. Mới đây, cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng, lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 19 tháng 10, đội cảnh sát hình sự công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai nghi phạm trộm chó trên địa bàn, gồm Trần Phương Quang, sinh năm 1995, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1991, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 18 tháng 10, khi đang lái xe trên đường Tân Thới Nhất 18, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, anh DVH, sinh năm 1980, ngụ quận 12, thấy hai thanh niên đi trên mô tô đang đứng bên lề đường cùng chiều. Trong đó, đối tượng ngồi sau xách một con chó bỏ vào bao tải. Nghi vấn hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, trộm chó, anh Hát đã điều khiển ô tô đến, ngăn cản làm hai đối tượng trên té ngã. Sau đó, hai đối tượng bỏ chạy, để lại hiện trường một xe ô tô màu đen hiệu Yamaha Exciter, một bao tải màu xanh bên trong có 8 con chó và một ba lô màu đen bên trong có các dụng cụ dùng để bắt chó. Anh Hát sau đó đến công an trình báo, toàn bộ vụ việc được camera an ninh của nhà người dân ghi lại. Vào cuộc truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ Tiến và Quang khi hai nghi phạm đang lẩn trốn tại nơi cư trú. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, Nguyễn Minh Tiến được Trần Phương Quang, bạn xã hội chơi thân với nhau, rủ tham gia trộm chó, sau đó mang đi bán để lấy tiền tiêu xài. Khoảng một tuần trước khi bị bắt giữ, cả hai đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm chó, mỗi vụ bắt trộm từ 2 đến 3 con, có khi đến hơn 10 con chó một ngày. Sau đó mang đến các lò tiêu thụ chó bán với giá rẻ, chỉ khoảng từ 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg chó hơi, chỉ bằng 1/3 giá thị trường. Theo công an quận 12, Tiến là đối tượng có một tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2010 và bị xử phạt 7 năm tù giam. Hiện vụ việc tiếp tục được công an quận 12 điều tra làm rõ. Gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc bắt cóc trẻ em gây chấn động dư luận. Mới đây nhất, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng giả danh làm bố đến trường bắt cóc một cháu bé đang là học sinh lớp 1. Tối ngày 19 tháng 10, một lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, công an tỉnh đã giải cứu thành công cháu NTPA, học sinh lớp 1 của một trường tiểu học tại thành phố Đà Lạt, bị Đoàn Văn Đen, 30 tuổi, trú xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, bắt giữ trái pháp luật. Trước đó, mẹ cháu NTPA, 41 tuổi, có quan hệ tình cảm, nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn. Muốn nối lại tình cảm nên khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 10, Đoàn Văn Đen đến trường học nói với cô giáo của cháu A, mình là bố của học sinh này. Đen sau đó xin đón cháu A về sớm với lý do mẹ cháu A bị tai nạn. Do cháu A nói Đen là ba nên cô giáo đã cho Đen đón cháu A về. Sau khi đón được cháu A, Đen dùng xe máy Sirius biển số 49E1-19236 chở cháu A hướng về đường Khe Xanh, phường 10, thành phố Đà Lạt. Tiếp nhận tin báo, Đại tá Trần Vĩnh Phú, trưởng công an thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo các lực lượng thuộc đơn vị phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được Đen đang giữ cháu A, tiến hành truy đuổi thì bắt được đối tượng tại một khu vườn thuộc đường Khe Xanh. Cháu A sau đó cũng được giải cứu thành công. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Vừa qua tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ việc, một người đàn ông bất ngờ chạy xe máy đến, móc của quý ra khi thấy bé gái đang đứng một mình trước khu nhà trọ và nhờ bé gái kéo khóa quần, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Ngày 19 tháng 10, lực lượng chức năng phường Tân Thới Hiệp, quận 12 đang xác minh vụ việc người đàn ông khoe của quý trước mặt một bé gái xảy ra trên địa bàn. Ông TVH, 55 tuổi, ngụ tại quận 12 cho biết, nạn nhân trong vụ việc là cháu gái ông tên NNT, học sinh lớp 4. Theo ông Hát, khoảng 8 giờ ngày 18 tháng 10, cháu gái ông đang đứng trước một khu trọ trong hẻm đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Có một người đàn ông đi xe máy dừng sát bên. Người này móc của quý ra và nhờ bé T đến kéo khóa quần lại. Thấy vậy, T liền la hét. Ông Hát nói, nghe tiếng cháu gái, tôi chạy ra thấy người đàn ông kia cũng vội lái xe rời đi. Cháu gái tôi có tâm lý hốt hoảng, lo sợ sau vụ việc.
Theo người thân, kẻ biến thái trên mặc áo xe ôm công nghệ, lái xe máy mang biển số 75K1608XX. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Liên quan vụ việc, đại diện công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cho biết, đơn vị chưa tiếp nhận thông tin trình báo từ người nhà bé gái. Tuy nhiên, khi tiếp nhận sự việc từ phóng viên, vị này cho biết sẽ báo lại cán bộ địa bàn nắm thông tin, xác minh làm rõ. Bên cạnh đó, bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thới Hiệp, quận 12, hướng dẫn, khi xảy ra vụ việc, người dân nên đến công an trình báo để được xử lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do các tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe. Mới đây nhất, tại ngã tư Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, một nam tài xế đang điều khiển xe máy thì bất ngờ tự gây tai nạn. Qua xác định, người này đã vi phạm nồng độ cồn hơn mức kịch khung và cũng tự nhận bản thân đã say quá. Khoảng 21 giờ 50 ngày 19 tháng 10, tại ngã tư Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh, địa phận phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn. Nguyên nhân được xác định là do tài xế vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể thời điểm trên, nam tài xế TKZ, sinh năm 1996, trú tại Nghệ An, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29N1506XX, đi theo hướng từ phường Trung Văn, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, đến giữa ngã tư Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh, người này tự gây tai nạn rồi ngã ra đường. Tổ công tác Y10141 Công an thành phố Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ tại đường đối diện đã phát hiện vụ việc, đưa nạn nhân vào ven đường và báo cho đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đến giải quyết vụ tai nạn. Trao đổi với cảnh sát, nam tài xế TKZ cho biết mình đã uống rượu rồi điều khiển xe máy đi từ quận Nam Từ Liêm để về quận Hà Đông. Bản thân tài xế Z tự nhận do quá say rượu nên không làm chủ được tay lái, khi ngã ra đường mới hồi tỉnh. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ đến giải quyết vụ tai nạn giao thông. Qua kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác định nam tài xế vi phạm ở mức 0,681mg trên 1 lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, cao gấp 1,7 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Rất may, nam tài xế TKZ chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn. Hiện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đang thực hiện các bước điều tra, giải quyết tai nạn theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, ai nấy đều tá hỏa khi phát hiện hai vợ chồng bác sĩ đang công tác tại khoa hồi sức chống độc đã cùng nhau quyên sinh trong cùng một ngày. Ngày 19 tháng 10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang xác nhận có một sự việc vợ chồng bác sĩ K công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã tử vong. Thông tin ban đầu, bác sĩ PTK, sinh năm 1983, đang công tác tại khoa hồi sức chống độc, được phát hiện đã tử vong tại tầng 2 cầu thang bộ của bệnh viện lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 10. Chị DTT, vợ bác sĩ K, sinh năm 1988, uống thuốc trừ sâu từ trước, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu cho vợ của bác sĩ K. Khi thấy vợ bác sĩ K không qua khỏi, mọi người đi tìm để thông báo cho bác sĩ K lo hậu sự, thì phát hiện bác sĩ K đã tử vong. Được biết, cả hai vợ chồng bác sĩ K đều đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Vợ làm điều dưỡng, bác sĩ K vừa học liên thông từ điều dưỡng lên bác sĩ, vừa trở về nhận nhiệm vụ không lâu. Vợ chồng bác sĩ K sống chan hòa với mọi người, đồng nghiệp. Hai vợ chồng bác sĩ K mất đi, để lại con nhỏ đang học mẫu giáo. Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, sau khi khám nghiệm và kết luận nguyên nhân tử vong, thi thể vợ chồng bác sĩ K đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, vừa xảy ra vụ đuối nước khi đi tắm hồ, khiến hai học sinh lớp 5 tử vong thương tâm. Nạn nhân được xác định là cháu GVT và GVG, đều trú tại xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh, đang là học sinh lớp 5. Theo lãnh đạo xã Lạc Thịnh, trưa ngày 19 tháng 10, hai nạn nhân ra khu vực Hồ Me 1 thuộc xóm Đình để đi chơi và tắm mát, không may bị đuối nước. Đến khoảng 14 giờ, chính quyền địa phương nhận được thông tin và phối hợp với người dân tìm kiếm các cháu. Vị lãnh đạo này thông tin thêm, thi thể các cháu được vớt lên bờ ngay sau khoảng 30 phút và đã bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Thưa quý vị, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam cho biết, trong phiên đấu giá ngày 20 tháng 10 sẽ đấu giá 506 biển số siêu đẹp của các tỉnh, thành phố. Khung giờ buổi sáng sẽ đấu giá 300 biển số, khung giờ buổi chiều sẽ đấu giá 206 biển số. Trong ngày 20 tháng 10, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam VPR sẽ tổ chức 5 khung giờ đấu giá biển số xe. Một khung giờ đấu giá sẽ kéo dài 60 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Phiên đấu giá lần này sẽ đấu giá 506 biển số, khung giờ buổi sáng sẽ đấu giá 300 biển số, khung giờ buổi chiều sẽ đấu giá 206 biển số của các tỉnh, thành phố.
Kết thúc phiên đấu giá ngày 19 tháng 10, biển số có mức trúng đấu giá cao nhất là 30K59399 với mức giá 240 triệu đồng. Đặc biệt, trong phiên đấu giá ngày 19 tháng 10 xuất hiện một biển số không có lượt trả giá là 30K61068. Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Phần cuối bản tin là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết. Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ tới, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở vùng ven biển khu vực đồng bằng và khu vực đông bắc của Bắc Bộ. Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 16 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Bắc, sau đó di chuyển Tây Nam từ 5-10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới ở phía Bắc vĩ tuyến 19,0, phía Tây kinh tuyến 110,0. Trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4 mét. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, vùng ven biển Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Một số nơi ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.